Hello, welcome back to Nigel's Space Square. Good job. Bạn tốt hai thật. Trò này hôm nay nó tự động nó update nữa sang cái map này, nó không được màu mè nữa lắm. Chắc thì mai ngày kia xem nào. Sắp lên Giáng sinh rồi mà nhà phát hành game sẽ phải tung ra một phiên bản để chào đón ngày Giáng sinh. Hay lắm này này, mắt này đi, Rainbow này, Mario. Ok. Rainbow đã, Rainbow map. Quá. À, chúng ta đang bị lộn tòng trong cái không gian này. Đẹp thế. Chúng ta đang đi ở trên cái giải đai và sau một này. Này cái lớp bụi. Mày đúng sau một rồi. Kiến thức về thiên văn mà vô đối không? À, bao hộp và ăn được đúng một hộp. Game Mario này hay thế. Ừ.
yêu có cái tay cầm trời quái. Gặp cái mã mình dài thế. Thì mình thấy chưa hết. À, click kia rồi. Cuối cùng thì cũng end game. Đó là sang minion. Ta phải thu thập 280 quả chuối với chiếc máy hút bụi. À, ăn đủ chuối kích hoạt nó lên này. Liều thuốc tím này, ăn luôn này. Rơi, cả đơn rơi. Chết. Chúng ta sang game Sociran. Yeah. Lấy cái trang phục này đi xem nào. Ở trên. Đây là một trang phục khá táo bạo. Mặc cái bikini đi. Ui trời ơi. Chút nữa thì nó quào vào mồm. Mình đang ở cấp độ 62. Level 62. What? Oh no. Sáng quá. Ồ, nhiệm vụ là gì đây? Nhiệm vụ đó là nhảy. Nhảy qua những chướng ngại vật này. Làm mà quên hơn.
Chảo xúc nào. Ê, chúng ta sang bên đi. Đảo như giang lạc. Bot còn 31 máu. Lượng máu là khá là ít ỏi. Ôi trời. Quá nhỏ, quá nhỏ. Ê, chúng ta đã bỏ quên Temoran. Quá. Vừa vào game rồi. Ông ở đây rồi. À, đây là cái game mà update rất là kịp thời, các thời điểm luôn. Chúng ta đang trong một khu công viên vui chơi giải trí. Có những món quà này. Kẹo ăn. Con này là cái con birdie đúng không? Ừ, trước chơi game ý rồi. Cookie. Ồ, kẹo này. Ồ, sô-cô-la này. Ai xời ơi. Quá. Đồ hoa quẩy nói quá à. Very good. Ta chưa có dấu hiệu dừng lại, ở đây toàn là dòng sông bằng kẹo ấy. Dòng sông này. Dừng game này, chúng ta xem game Tom Yo. Nhân vật đây. Ôi đứa chết rồi. Chết chim ra bấm. Xem cái nhiệm vụ này là gì nữa. Pháo rồi. Còn đây là game cuối cùng rồi.